phải vội nhá, phải vội quý chị, phải vội quý chị ơi. Tiếp tục vào việc anh chị, 6 lô vừa mới tách, bất ngờ hết sức luôn quý chị ơi. 1,55 tỏi, 120m2 anh chị ơi, 120m2, sổ hồng riêng. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng, sổ sẵn luôn quý chị nha. Và đây là thành phố Di An, nguyên cái chỗ này này. Diện tích mỗi lô ở đây là 120m2, một diện tích khủng luôn quý chị ơi. 120m2 mà chỉ có 1,55 tỏi thôi. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn, và sổ hồng riêng. Nguyên chỗ này em có 6 lô, thành phố Di An đấy chị nhá. Thành phố Di An đấy chị nhá, tỉnh Bình Dương nhá. Đấy, tính từ đó ra quý chị, 6 lô. 6 lô thì 2 lô này ra rồi, còn 4 lô, còn đúng 4 lô thôi. 4 lô này sẽ dành cho anh chị nào mà phải nhanh phải vội anh chị nhá, phải nhanh nhá, phải vội hết sức quý chị nhá. Tại vì trên thị trường mà anh chị ơi, đi tìm đất ở thành phố Di An mà 1,55 tỏi sổ hồng riêng thì đúng là đường bê tông, đường này ô tô vào thoải mái luôn, đường xe tải ngay phía trước quý chị theo, xe tải lớn ngay phía trước, đường ô tô vào tới nơi. Và điều đặc biệt là chỗ đây xây tự do, xây dựng tự do thoải mái luôn, anh chị có thể xây nhà cấp 4, xây nhà tạm, xây nhà lầu đều được hết quý chị. Tất cả các lô này đều dài 30m và ngang 4m, hướng tây bắc hết quý chị. Mỗi lô là 120m2, trong đó sẽ có 60m thổ cư anh chị nha, sẽ có 60m thổ cư cho anh chị mình xây nhà. Ngoài ra anh chị muốn lên thêm thổ cư là lên thoải mái luôn anh chị, lên thoải mái luôn ha. 4 lô thì ở phía ngoài này vào, 2 lô phía ngoài này là ra rồi quý chị nhá. Thì mình đếm dần đi vào đây, sẽ có 4 lô từ đây trải dài vào trong này. Ở đây người ta cắm mốc và vạch sơn hết đây rồi quý chị này. Đây, thấy chưa? Đó, vào tới đây, lô số 4 là vào tới đây. Đó, vào tới đây quý chị ha. Muốn xây gì cũng được mà ha. Sổ hồng riêng nhá, sổ sẵn luôn, sổ để ở nhà luôn quý chị, sang tên ngay bất cứ lúc nào luôn. Và đây là phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đường lớn ở phía trước là đường Trương Văn Vĩnh, 100m. Nếu ở đây mà anh chị mình đi ra đường Nguyễn Thị Tươi, ra đường Liên Huyện, chợ Phú An 1 km, cầu vượt Linh Xuân của thành phố Thủ Đức 12 km anh chị nha, em đo rồi nha. Đấy, 3 km thôi anh chị sẽ có vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú và khu công nghiệp VC1. Đó, đất của mình là tại phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. 6 lô chỉ còn 4 lô thôi. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc, nhưng mà em báo cáo với anh chị mình là phải vội nhá, phải vội nhá. Chắc chắn thôi, ngày 1, ngày 2 là hết ha. Em xin cảm ơn.